Xin chào toàn thể tất cả các quý khách hàng nhá. Xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay bên cơ sở Phúc Tấn ở làng nghề Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hôm nay giới thiệu và chia sẻ cho anh em sản phẩm, hai sản phẩm là Đại Bàng Bát Rắn và bức Tam Lân Trấn Bình Phú Quý. Đấy, hai sản phẩm này là đều là bằng gỗ hương. Nhưng mà sự khác biệt nhau là một bên là gỗ hương ta bình thường và một bên là gỗ nu hương. Thì từng sản phẩm một thì Phúc Tấn sẽ giới thiệu với anh em một từng sản phẩm một để anh em biết rõ hơn về cái cùng một loại gỗ và cái khác nhau về cái chất nu hương như thế nào. Rồi, thì trước tiên thì bên Phúc Tấn sẽ giới thiệu với toàn thể anh em sản phẩm ở bước Đại Bàng Bát Rắn này. Đây, bước này thì bằng chất liệu bằng gỗ hương ta nhá anh em nhá, gỗ hương ta. Hàng này là không phải hàng lưu hương nên là cái những tác phẩm hàng lưu hương thì cái giá thành thì bao giờ nó cũng phôi nó sẽ cao hơn. Thì đây là tác phẩm bằng gỗ hương ta bình thường thôi anh em nhá. Đây anh em này, tất cả cái bằng những tác phẩm chế tác thì những cái hàng tỉa như hàng chú chim hay là đại bàng hay là hoa lá thì những cái hàng tỉa đục nét thế này thì anh em nhìn vân gỗ nó rất là khó. Thì anh em sẽ nhìn vào những cái phần mà đây ví dụ như là cái phần mà ít chế tác này. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy sẽ vân nhìn thấy rõ vân hơn. Như cái cục gỗ này thì anh em nhìn thì cũng cũng khá là vân khá là đẹp. Và cái vân này thì nếu mà anh em nào mà mới chơi gỗ mà ít sành sành chơi thì anh em nhìn những cái vân này thì nó giống y như là cái vân cẩm. Đấy, vì cái vân của cái dòng gỗ hương ta này thì nó có một vân 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 sọc đen này anh em này. Đấy, nó xen lẫn vào nên là cái nhiều anh em là nhìn nó rất là giống cái hàng cẩm. Nhưng mà cái này là cái vân gỗ là cái gỗ hương ta và vân gỗ dân từ vân gỗ già. Và mỗi cây gỗ hương thì nó sẽ có cái đường vân khác nhau nha anh em nhé, đường vân khác nhau nên là tất cả không phải là cứ gỗ hương là vân nó như này và mỗi cây nó khác nhau nên là anh em lưu ý nhé. Và những tác phẩm này thì cái cây gỗ thì vân nó rất là đẹp đấy, để chỉ cho anh em biết để anh em sau này nếu mà anh em có đi mua gỗ không tác phẩm đời đầu gỗ thì anh em có thể là có kinh nghiệm hơn về 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 chơi đồ gỗ. Thì tác phẩm này thì kích thước của tác phẩm thì chiều cao tính cả kỷ nhá, kỷ này thì cao khoảng tầm 5 đến 6 phân thôi. Cao là 90. Cao 90 và chiều ngang là 62, chiều sâu là 22. Đấy, kỷ này cao 7 phân anh em nhá, kỷ này cao 7 phân. Thì tác phẩm này thì một chú đại bàng đây. Đại bàng này thì một trong những tay nghệ nhân top 1 ở trong làng nghề chế tác sản phẩm này. Đây là anh em ngắm những cái đường nét đục này từ những cái diện mặt. Đấy anh em nhé. Những cái trắng trắng này thì đều là nghệ nhân đục cho nó giống như long lanh giống như là cái mắt của chú đại bàng. Và đây anh em nhìn những cái diện mặt và cái mỏ này. Thì cái mặt thì đục rất là giống những chú đại bàng ở bên đời thực. Và những cái đường tỉa lông này anh em nhé, đường tỉa lông này với đường lông cánh này khác nhau. Bình thường thì những người làm đại bàng bình thường thì người ta chỉ làm một cái lông kiểu tỉa như này thôi, không có cái hàng lông vũ như này anh em nhé. Đấy, tỉa hàng lông vũ này. Ở đấy là sự khác biệt giữa cái hàng anh em nhìn hàng đục những tay người thợ đục giỏi với những tay người thợ đục vụng thì anh em sẽ phân biệt rõ hơn. Rồi sau đó thì dưới này thì cái gỗ này thì có chế tác thêm một cái cành tùng, cây tùng ở đây. Và chỗ này là đất đá này anh em này, đục giống hình đất đá. Và một chú rắn này thì chui từ đất đá lên và chú đại bàng và bắt rắn. Đấy, đại bàng săn mồi. Đại bàng thì là vua bầu trời rồi anh em nhé, vua bầu trời rồi. Đây rắn này, rắn hổ mang rất là đẹp. Hàng này thì anh em hàng này thì có một ít chắp vết chắp vào đây anh em nhé,
Bên trong ở đây này. Nếu bảo cho anh em thôi, anh em nào ở xa thì cái đến xem thì nó hơi bị thiệt thòi về xem trực tiếp, nên là phải quay kỹ để cho tất cả các anh em ở xa để nắm bắt nó rõ hơn. Thì vậy thôi, nhưng mà để ngoài thì anh em nhìn nó không không phát hiện ra được anh em nhé, không phát hiện ra được đâu, nên là anh em yên tâm. Cái này thì kích thước thì anh em cũng biết rồi, để anh em cân đối để kê vào trong phòng khách nhà mình nha anh em nhé. Đấy. Đấy, hạ độc rất đẹp, bước này khá là to. Thì đang giao lưu với tất cả anh em tại cơ sở là giá chỉ có 8 triệu thôi. Đấy anh em nhé. Đấy, một tác phẩm hàng đục rất là kỹ và rất là đẹp, và có một điểm trừ là cái chỗ vết này thôi. Rồi, sau đó là sang sản phẩm tiếp theo, sản phẩm thứ hai của bên Phúc Tấn này. Thì đây sản phẩm bên này là cũng là gỗ hương, nhưng mà sản phẩm bên này này nó có nu. Đấy, vì nu hương thì nó sẽ lâu năm hơn thì nó sẽ hình thành ra nu. Nên là anh em nào mà sành chơi cũng như là anh em nào có khả năng về cái tài chính thì anh em thường là những anh em đấy hay chơi những cái hàng nu hương này. Đấy anh em nhá. Vì cái hai cái này là gỗ, là cùng một chất gỗ, nhưng mà cái giá trị thì nó sẽ khác nhau. Vì cái gỗ nu hương này thì nó sẽ lâu đời hơn và nó sẽ già gỗ hơn với hàng gỗ bình thường này. Đấy, thì để cho anh em phân biệt vì sao là cái gỗ nu hương nó đắt hơn cái dòng gỗ hương ta bình thường. Thì tác phẩm này thì bên Phúc Tấn có chế tác thêm ba chú Hỏa Kỳ Lân. Đấy, hoặc là anh em nhìn là một chú rất là to và hai chú nhỏ này. Đấy, hoặc là gia đình cũng được, nó tùy theo cái anh em thích gọi như thế nào cho nó phù hợp và nó đẹp nhất thì có thể anh em gọi. Thì xin nói qua về cái kích thước của tác phẩm này, Tam Lân Trấn Bình Phú Quý nha anh em nhé, Tam Lân Trấn Bình Phú Quý. Thì tác phẩm này thì kích thước chiều cao cả kỷ thì cao là 72, chiều ngang 55 và chiều sâu là 36. Bức này thì khoảng 36 cân rưỡi, hoàn thiện đi còn 36 cân rưỡi nha anh em nhé, 36 cân rưỡi. Đấy, kỷ này cao là 11 phân và đã đính kèm vào kỷ rồi, để cho anh em về chỉ việc kê vào trên trong nhà mình để chơi thôi. Đấy, thì đây anh em ngắm này. Trước tiên thì quay cái diện của tác phẩm này trước. Thì đây cái vòng này cũng là vòng rất là đẹp này, rất là đặc sắc này. Rồi những cái người thợ cứng tay thì người ta làm những cái điểm nhấn anh em nhé. Cái này là những cái điểm nhấn này, đây là cái hình chuông. Đấy, đấy là những cái điểm nhấn. Bình thường những tay người thợ bình thường thì người ta chỉ đục mỗi con long mã này thôi. Đấy, Hỏa Kỳ Lân này thôi nhá. Người ta không đục cái giải này. Vì đục cái này nó tốn rất là nhiều công và kỳ công lắm. Nên là nhiều cái họa tiết ở bên ngoài thì những người nghệ nhân người ta làm thì người ta sẽ tô ra những cái điểm nhấn cũng như là cái đặc sắc hơn để khác biệt so với những cái hàng chợ bình thường. Thì đây anh em ngắm là ở cái diện mặt đấy, mặt long mã thì đầu đầu dòng, người thì người là người ngựa này. Đấy anh em nhé, thì anh em ngắm này, từ những cái nét sần từ bên trong thì rất là kỹ. Bức này thì cái dâu này đấy, người dân cũng nằm liền, thì đa số thì tất cả các thợ làm thì có cái liền có cái giờ, nhưng mà đa số là ghép cái dâu này, nhưng mà riêng tác phẩm này thì người nghệ nhân rất là trau chuốt, có làm liền luôn cả cái dâu này của bức của cái tóc chú long mã này nhá. Đấy, từ những cái phần sừng này đều là di sần hết, di sần nhá, và những cái đường trong mặt này là đường tỉa. Nó khác biệt do cái mặt sừng với cái da mặt của tác phẩm long mã này. Và dưới này thì chân dư sần và trên là vảy. Đấy, đánh vảy hết anh em, nó rất là đào, rất là tròn và đào. Thì bình thường nếu mà anh em mà muốn nổi nhấn đẹp hơn thì anh em có thể là tô cái hình lửa này, một là màu đỏ hay là màu đen, nhưng mà bên Phúc Tấn là để nguyên màu gỗ nhá. Đấy là tùy theo, nếu mà anh em thích thì có thể
để sơn những cái màu màu đen màu đỏ vào thôi, để cho tác phẩm nó nổi hơn thôi. Nhưng mà nhiều bác thì cứ để nguyên màu gỗ cho nó đẹp. Đấy, đó là tác phẩm bức long mã này, để cho anh em ngắm. Thì đây anh em ngắm này, đây là nu nha anh em nhá. Đấy, khác biệt hoàn toàn so với cái thằng gỗ bình thường. Đây anh em này, cái này là cái gỗ này, gỗ thịt bình thường này. Còn đây là hình nu này, hình nu thì nó có những cái mắt nu và những đường này, thì người ta gọi là nu. Đấy, nu hương, gỗ này gỗ hương, và có nu thì người ta gọi là gỗ nu hương nha anh em nhé, anh em nhé. Và những cái hàng này bình này thì đa số là nu nó kín khoảng 70-80%, lấy 100% thì những cái chỗ này này, chỗ này là nó lu hết là 100%, nhưng cái chỗ này khoảng 70-80% thôi. Ở cái chỗ này đây này, anh em, đây là khoảng một cái nhánh cây nữa nó mọc ở đây, anh em hiểu không? Đây là chế tác, đây là nó không, khi chế tác thì mình sẽ cắt bỏ đi rất là nhiều, phần nào để lại thì để chế tác thôi. Đấy, còn đâu là phải gọt cho nó tròn cái quả quả bình phú quý này đi. Đấy, dưới này thì đây, dưới này thì những cái chòm nu này thì tay người thợ thì cũng bo đây, lu hết anh em nhé, đây lu hết này. Đấy, nu nu hết này cho anh em ngắm. Đấy, phần nu ở đây là những cái chỗ long mã nhỏ ở dưới này anh em nhé. Thì tay một tay người thợ làm thì cái nét đục, những cái nét mặt hay là những cái dáng thế thì to hay bé thì nào cũng y như là giống nhau rồi, đây là anh em yên tâm. Đây phần này phần nu hết này, đây là gai nu tự nhiên này, cái tiền này cũng là nu hết này anh em này. Đấy, đây là nòng ma, đây bướm nhỏ này, con bé con to thì đều giống nhau. Thì dưới này thì đây, cái này là cái gậy như ý nha anh em nhé, đây là cái gậy như ý này, đây là cái đầu gậy của gậy như ý. Đấy, làm uốn vòng ra đây. Ở đây những cái quả này thì cũng là lưu hết nha anh em nhé, chế tác đi rồi còn 36,5 kg. Bước này phôi thì cũng khá là nặng nha anh em nhé, khá là nặng đấy. Đó là toàn bộ tác phẩm bức Tam Lân Trấn Bình Phú Quý, để cho anh em về 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 trưng vào trong nhà và trấn giữ tài lộc cho gia chủ nhé anh em nhé. Và thì anh em nào mà làm ăn giảm rất là nhiều tiền vàng hay tiền bạc trong nhà, nhưng mà khi không 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 giữ được thì anh em có thể là trưng những cái tác phẩm mà long mã này đấy, hoặc cái lân này, để về trấn giữ của cải cho gia chủ đây. Đấy, một trong những tác phẩm rất là đặc sắc để cho anh em ngắm, những sản phẩm mà để chiêu ngưỡng, cũng như là sau này anh em nào có thể là mua biếu tặng hoặc là giới thiệu cho những bạn bè người thân những cái mẫu đặc sắc, để cho người thân hoặc bạn bè có thể là lựa chọn, cũng như là đánh giá những sản phẩm để mua và trong gia đình tôn lên cái phòng khách đấy của mình nó đặc sắc hơn và đẹp hơn, đúng không ạ? Vì cái phòng khách nhà mình rất là đẹp rồi đấy, thì nghĩa là chê những tác phẩm nó lại xấu thì nó sẽ không 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 được được hay lắm, đúng không? Đây là anh em nào mà nhà mình đã có cái phòng khách đẹp thì anh em cũng có thể là chiêu ngưỡng và tìm cho mình những cái tác phẩm nó đẹp và đặc sắc để trưng vào trong nhà mình, để tăng thêm cái thẩm mỹ cho cái phòng khách của mình hơn. Và sau này thì nếu có mình có tiếp khách hay là khách khứa vào thì nhìn cái phòng khách đã đẹp rồi, lại có những cái tác phẩm đặc sắc như cái tượng trưng trong nhà nữa, lại đặc sắc nữa thì khách là rất là thích những căn phòng khách của tất cả các anh em. Rồi thì đó là hai tác phẩm rất là đẹp đặc sắc hôm nay Phúc Tấn muốn giới thiệu và chia sẻ về cái loại gỗ, và cũng như là cái những cái nét đục của bên hàng đẹp của bên Phúc Tấn để cho anh em tham khảo. Và anh em nào mà thích sản phẩm gì thì anh em cứ chụp ảnh màn hình xong gửi qua số điện thoại quen thuộc của bên Phúc Tấn là 0389 88 99 68, để anh em có thể là xem lại kỹ hơn những cái hình ảnh của bên Phúc Tấn chụp lại và cho anh em zoom lên để ngắm rõ hơn về đường
từng đường nét của tác phẩm hơn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video của bên Phúc Tấn giới thiệu sản phẩm của gỗ Mỹ Ngạn. Hẹn gặp lại anh em vào những cái sản phẩm đẹp và đặc sắc tiếp theo. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của bên Phúc Tấn thì anh em có thể là nhấn vào phần đăng ký để nhận được những cái video thông báo mới và những cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mới đặc sắc đồ gỗ Phúc Tấn sẽ đăng lên, thì anh em có thể là nhận được thông báo sớm để ngắm những cái siêu phẩm nó sớm hơn và nhanh nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.